sắp gần. Bởi vì Việt Nam tắt đô liền lẹt nè, khóa đề đầy đủ nè, báo là hoạt động ngoài đường nè, nếu mà không báo là đã lên đèn rồi. Gần thì hơn 6 tắt đô nha, máy cực kỳ đẹp luôn, đông nè. Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay bên kênh máy thử nhật xin về một em 4 GH 64 ngựa nha. Một em cao tốc, chuyên dòng cao tốc nha.
anh nào đam mê tốc độ là nhớ chú ý vậy nè. Tốc độ em nói là thuộc hạng là một trong những dòng tuyệt vời nhất trong tốc độ. 3.500 tua nha, 3.400 chứ, 3.400 tua, 64 ngựa, máy cực kỳ đẹp luôn, con lai con ốc luôn hết. Về Việt Nam thì sao, nguyên cái gì, nguyên bản nguyên tem không, còn anh này là 7.8, rất thông dụng, thông số IX 15, 3.13, 3.53, máy cực kỳ đẹp luôn anh ơi. Sắc nước hương trời, giờ test thử hơi hám, máy đốt sạch nhiên liệu, không có khói thừa luôn, rất sạch, rất sạch, không có khói thừa luôn, heo bét tem chì là còn nguyên dạng luôn, rất đẹp. Em nhớ bấm cái chuông đăng ký kênh nha, mình sẽ làm nhiều video hàng ngày nữa để gửi anh em. Nhấn vào chuông đăng ký kênh Máy Thu Nhật để xem nhiều video khác. Mình rất về rất nhiều máy nha, đa dạng đa chủng loại. Nếu anh em nào cần giao lưu thì liên hệ đến số điện thoại 0909 777 611, 0909 777 611, hỗ trợ tư vấn anh em nhiệt tình.
Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một em 4 GH lầm 78 3.500 tour 45 ngựa. Mới về Việt Nam mình test thử cho anh em xem luôn à. Chưa rửa nha, nước sơn rất là đẹp. Chưa rửa. Hơi hám. Cực kỳ chủ. Cái Nhật bên Nhật về sau gì Việt Nam hiểu cho anh gì. Chưa bill, chưa rửa gì xin. Con máy này anh em chỉ cần về đặt xuống kia thay nhớt thì thay dầu là trên nổ đây. Nhớt nó nổ đây. Để xài đây. Cực kỳ đẹp. Quá trời quá. Nguồn điện hoạt động trên máy là 12V nha. Nếu anh em nào có nhu cầu thật luôn. Cực kỳ đẹp. Theo chuẩn. Xe mạc gì còn nguyên vậy luôn. Có trọng lượng em nhập về là trọng lượng có cả hộp số nguyên con là 278 kg nha. Cực kỳ chuẩn. Anh em nghe thử tiếng nổ đó nha. Okay.